Cậu nghe ai nói gì à? Cậu mới không phải là cháu ruột của bà. Cháu ruột là tôi. À, cậu vẫn chưa buông bỏ được luyến tiếc à? Đồ ngốc này. Đừng khiến chủ tịch Ma cô đơn thêm nữa. Tôi không biết cậu nghe được chuyện kỳ quặc ở đâu, nhưng cháu ruột của bà là tôi. Với lại tôi là người nối dõi sẽ tiếp quản tập đoàn Trơn Ha. Tôi mong là như vậy. Vì sao? Tôi không phải máu mủ của bà, trong khi bà đã tin tôi là cháu ruột của bà. Giờ đến cậu cũng không phải là cháu ruột của bà nữa, thì bà sẽ buồn lắm. Ngọn núi khổng lồ và vững chãi đó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Thì ra Du In Ha, cậu vẫn coi chủ tịch Ma Hiên Đức là bà. Vì thế nhất định cậu phải là cháu ruột của bà, Di Hô. Nếu kết quả đó thể hiện là không phải, thì chứng tỏ ngay từ đầu cậu biết mình là giả, nhưng vẫn giả vờ là cháu ruột của bà. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Tôi sẽ đánh cược cả quãng đời còn lại để hủy hoại cậu. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Không bao giờ. Giáo huấn của hy vọng vì một ngày mai tươi sáng hơn. Jesus, cô đến thăm tôi ư? Tôi có nên cảm động không nhỉ? Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cô đã nói với chủ tịch Ma rằng có thể Du Di Hô không phải là cháu nội của gia đình Trơn Ha ư? Chuyện đó đã đến cả tai cô rồi à? Cô nói bột phát trong cơn giận đúng không? Hay là gì? Có thật là Du Di Hô là cháu nội giả mạo không? Với lại làm sao tôi biết chuyện đó? Cô đang thắc mắc điều đó chứ gì? Đúng rồi. Du Di Hô đúng là giả mạo. Sao cô chắc chắn như thế? Cô đã tâm sự nhiều với Phó Chủ tịch Sơ Du Kiêng chưa? Bái sống dai thật. Hôn mê bất tỉnh mà vẫn tỉnh táo lại như thế. Gì cơ? Vì bà ta tỉnh lại sau khi liều mạng, bị thương thay cô, nên chắc mọi oán hận và căm ghét tan biến hết như tuyết tan rồi nhỉ? Sao lại nhắc đến mẹ ở đây? Gọi tiếng mẹ cũng không ngần ngại gì nữa. Tôi đang hỏi Du Di Hô có phải là cháu nội của gia đình Trơn Ha không mà sao cô lại nhắc đến mẹ? Chính mẹ cô đã dựng nên chuyện đó, biến Kang Di Hô thành Du Di Hô. Hả? Cô nghĩ nói thế mà nghe được à? Người làm nên chuyện vô lý chính là Phó Chủ tịch Sơ Du Kiêng. Cô quên rồi à? Lúc nghĩ tôi là con gái ruột, Phó Chủ tịch Sơ đã gây ra trò gì? Vì tôi, bái không những cướp người đàn ông của cô, con gái của cô mà còn tống cô vào tù nữa. Đó chính là Phó Chủ tịch Sơ Du Kiêng. Chuyện đã qua cả rồi. Đừng gây ly gián giữa mẹ và tôi nữa. Tôi sẽ không để bị lừa bởi lời nói gian xảo của cô đâu. Không phải là ly gián mà tôi đang cho cô biết sự thật. Hồi nghĩ tôi là con gái ruột, Phó Chủ tịch Sơ đã mong tôi lấy được người mình yêu. Và cũng mong tôi sẽ thành cháu dâu của gia đình Trơn Ha. Đó là lý do bái biến Kang Si Ho thành Du Di Ho. Đừng nói dối. Không tin thì tự đi xác nhận đi. Với mẹ cô. Không phải là Du Di Hô mà là Kang Di Hô ư? Và mẹ đã tráo đổi. Chủ tịch bảo tôi tráo đổi phiếu kết quả xét nghiệm ADN sao? Đổi thành thật. Tôi đã nhờ giám đốc trung tâm rồi. Trưởng phòng an đến thì họ sẽ xử lý cho. Trên phiếu kết quả mà thư ký Jin Seon Mi nhận phải thể hiện là xác suất Du Min Seung và Du In Ha có quan hệ cha con là 99,99%. Chủ tịch Du không phải là cháu ruột của chủ tịch Ma Hiên Đức ư? Cô An Hee Seung, chuyện đó quan trọng với cô à? Sao cô bảo không cần biết là thật hay giả, chỉ cần trả tiền thì việc gì cô cũng làm? Đúng là như thế.
Nhưng chuyện này quá bất ngờ. Cô bảo cách để những người như cô sống sót là gì ấy nhỉ? Sao cô bảo không cần suy nghĩ? Đừng suy nghĩ nữa. Vụ lần này tôi sẽ trả gấp ba. Đổi lại, dù có cám dỗ nào cũng đừng phản bội tôi đấy. Giây phút cô phản bội tôi, sẽ không ai tìm thấy cô đâu. Cô hiểu ý tôi rồi chứ? Vâng. Tôi có chuyện cần báo cáo. Tôi vừa trực tiếp xác nhận qua camera lắp đặt trong phòng chủ tịch. Yujiho đã lệnh cho trưởng phòng An Hee-sung cháu đổi kết quả xét nghiệm ADN. Là Yujiho thì đương nhiên sẽ chọn cách đó. Tôi sẽ ngăn trưởng phòng An lại. Không cần làm thế đâu. Đừng làm gì cả. Vậy thì chủ tịch Ma sẽ nhận được phiếu kết quả Yujiho là cháu ruột. Đã thế này rồi thì cứ mặc kệ đi. Tôi đã sống mấy chục năm trong cảnh không nhận ra con gái ruột và cứ nghĩ Sê Dân là con gái ruột rồi. Tất cả là do Ma Hiên Đức gây ra. Ma Hiên Đức cũng phải bị như thế. Lúc biết sự thật thì có lẽ bà ta sẽ thấy địa ngục. Rồi giây phút đó bà ta sẽ sụp đổ. Tôi sẽ tận mắt xác nhận chuyện đó. Thích quá. Jesus, có chuyện gì thế Jesus? Sao đến mà không gọi trước? Trông như người mất hồn thế này. Sao thế? Con muốn hỏi chuyện này. Chuyện gì? Sao ai cũng có nhiều chuyện muốn hỏi thế? Về anh Jiho, mẹ nói trước là mẹ không biết gì đâu. Vì thế đừng hỏi gì, mẹ không biết gì hết. Con nghe chuyện rồi nên mới đến đây. Nhưng vì con vẫn chưa tin nên mới hỏi thôi. Nghe cái gì mà nghe, có thật là... Anh Jiho không phải là cháu ruột của tập đoàn Trơn Ha không ạ? Nói gì thế hả? Con nghe Du Sê Dân nói hết rồi. Đi gặp cô ta làm gì cơ chứ? Có gì hay ho đâu. Con chỉ tin lời nói của tội phạm rồi chạy đến đây à? Vì là chuyện quá kinh hoàng nên con muốn xác nhận. Không phải đâu. Dù ai nói gì thì Jiho cũng là máu mủ của tập đoàn Trơn Ha. Vì thế bây giờ nó mới giữ chức vụ chủ tịch chứ. Mẹ, vẫn chưa muộn đâu. Nếu làm gì sai trái thì phải sửa ngay. Đó mới là con đường tốt cho anh Jiho. Mẹ phải bán hàng rồi, đừng nói linh tinh nữa, về đi. Về nhanh lên, nhanh lên. Anh Inha, sao anh gọi mãi cho em không được? Anh Inha, có thể Yujiho không phải là cháu ruột của gia đình Trơn Ha. Sắp biết kết quả rồi. Đúng rồi, chắc giờ này Sơn Mi đang đi lấy kết quả. Ừ, không lý nào Yujiho không biết tình hình và chắc chắn sẽ giở thủ đoạn. Có thể anh ta sẽ cháo đổi phiếu kết quả, đừng lo. Lần này tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Chứng tỏ ngay từ đầu cậu biết mình là giả, nhưng vẫn giả vờ làm cháu ruột của bà. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Tôi sẽ đánh cược cả quãng đời còn lại để hủy hoại cậu. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Không bao giờ. Vâng, mẹ à. À, hôm nay con ngủ lại Du Sim Uân. Lẽ ra con nên gọi điện cho mẹ, nhưng con uống rượu nên quên mất. Vâng, con xin lỗi. Vâng, con biết rồi. Anh Inha, tôi chờ chủ tịch ngủ nên ra hơi muộn. Đây là di vật của cố giám đốc điều hành Du Min Sung. Cảm ơn cô Sơn Mi. Giúp anh Inha là vì Hesu mà. Tôi thấy biết ơn hơn đấy chứ. Vì anh đã yêu Hesu thật lòng. Cố gắng chờ đi.
Sắp có kết quả rồi. Anh Inha gửi đi làm xét nghiệm riêng à? Không thể để Yuji-ho lừa thêm nữa.